Daikyo-san, dòng sản phẩm cao cấp. Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Sáu ngày 11 tháng 6. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiền Giang thực hiện giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 12 tháng 6 để phòng chống dịch Covid-19. 400.000 đồng chiếc áo điều hòa làm mát cho nhân viên chống dịch. Suýt bị cổng sắt ngã đè nhưng hành động sau đó của nạn nhân mới đáng chú ý. Ngành điện khuyến cáo gì trước việc hàng trăm khách hàng bị dụ chuyển tiền, hụ cắt điện. Bắt nhóm thanh niên dùng xe bán tải đi trộm tài sản tại các cơ quan, công sở. Ông Trump cà khịa Tổng thống Biden đừng ngủ gục tại châu Âu. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 11 tháng 6. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Ngày 11 tháng 6, sau khi ghi nhận có 3 ca dương tính với Covid-19 trong cộng đồng, tỉnh Tiền Giang quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 từ 0 giờ ngày 12 tháng 6. Quyết định giãn cách được áp dụng cho toàn bộ tỉnh, gồm thành phố Mỹ Tho cùng 2 thị xã và 8 huyện với dân số khoảng 1,7 triệu người. Chỉ thị 15 yêu cầu các địa phương dừng các sự kiện tập trung trên 20 người, không tụ tập 10 người trở lên ngoài công sở, trường học, bệnh viện. Thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các điểm công cộng, dừng các dịch vụ không cần thiết, chỉ các dịch vụ hàng hóa thiết yếu được mở cửa. Đến thời điểm này, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 3 ca nhiễm Covid-19. Ca mắc trong cộng đồng đầu tiên của tỉnh được phát hiện cách đây hơn một tuần tại thị xã Cai Lậy. Hai bệnh nhân 9.754 và 9.756 được Bộ Y tế công bố ngày 10 tháng 6 là nhân viên kỹ thuật của công ty cổ phần tập đoàn Đèo Cả, làm việc tại văn phòng điều hành công trình cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chứng kiến các y bác sĩ phải chịu nóng bức giữa những ngày hè khi làm nhiệm vụ chống dịch, nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã thiết kế áo điều hòa giúp giảm nhiệt độ bên trong đồ bảo hộ. Áo được thiết kế với 3 lớp vải và ống dẫn nước, có thể giúp giảm khoảng 10 độ C so với bình thường nhờ vòng tuần hoàn của nước đá từ những thiết bị đơn giản. Khi sử dụng, người mặc sẽ khoác áo điều hòa bên trong lớp áo bảo hộ, đeo ba lô đựng bình nước đá và bật bơm để dòng nước mát tuần hoàn trong ống dẫn. Áo làm mát dễ dàng sử dụng bằng nguồn điện từ sạc pin dự phòng. Khối lượng áo và bình đựng nước đá chưa tới 2 kg. Thời gian làm mát tối đa của áo lên đến 4 tiếng. Áo có ưu điểm làm mát nhanh nhờ dòng nước nên không gây sốc nhiệt cho người sử dụng. Hiện tại chi phí sản xuất một chiếc áo chỉ hơn 400.000 đồng. Khi đưa vào sản xuất số lượng lớn, giá thành sẽ rẻ hơn. Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp và người dân được mời nhập khẩu vaccine và tiêm vaccine phòng Covid-19 thông qua những hình thức quảng bá khác nhau. Để tránh nguy cơ bị lừa đảo tiêm chủng vaccine giả mạo, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có khuyến cáo, các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu vaccine phòng Covid-19 cần tiếp xúc đàm phán trực tiếp với các nhà sản xuất vaccine, hạn chế thông qua các bên trung gian. Về phía người dân, cần cảnh giác trước những lời mời đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 lan truyền trên mạng xã hội, tin nhắn, tờ rơi và các hình thức quảng cáo khác. Tuyệt đối không tiêm chủng những loại vaccine phòng Covid-19 trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được Bộ Y tế kiểm định cấp phép. Được biết, Bộ Y tế đã và đang tích cực đàm phán để mua và nhập khẩu số lượng lớn vaccine để tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 miễn phí cho tất cả người dân. Do vậy, mọi người dân cần bình tĩnh, hãy chờ đợi đến lượt mình được tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 khi cơ quan y tế thông báo. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đang tiếp cận nhiều nguồn vaccine phòng Covid-19. Theo đó, thông qua các đơn vị được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện nhập khẩu và phân phối vaccine vào thị trường Việt Nam, tỉnh sẽ tổ chức đàm phán kiểm soát chất lượng, số lượng, giá thành. Sau khi có giá chính thức và xác định chủng loại vaccine cần mua, tỉnh sẽ công bố thông tin rộng rãi cho người dân, doanh nghiệp và người lao động. Trước mắt, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người lao động thì chủ động đăng ký số lượng người tiêm bằng văn bản trước 10 giờ ngày 21 tháng 6, gửi về phòng nghiệp vụ Sở Y tế. Sau khi tổng hợp nhu cầu, tỉnh sẽ liên hệ với các doanh nghiệp đủ điều kiện nhập khẩu vaccine đã được Bộ Y tế công bố để mua vaccine và bàn tỉnh đến phương án tiêm. Sáng ngày 11 tháng 5, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố Lê Công Giang, 34 tuổi, trú tại xã Tân Lập, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Theo kết quả điều tra ban đầu, Giang từng tham gia chơi tiền ảo trên mạng nhưng thất bại, thua lỗ khoảng 450 triệu đồng.
vì cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, nghi can lên thành phố Buôn Ma Thuột sống lang thang. Mới đây, Giang đến sân bóng đá Ngọc Anh ở phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, rồi móc cốp xe máy, lấy cắp một chiếc điện thoại iPhone XS Max của một người dân. Sau khi bẻ khóa chiếc điện thoại, Giang phát hiện người này cũng chơi tiền ảo. Kiểm tra tài khoản, Giang phát hiện có 20.000 đô tiền điện tử, tương đương 150 triệu đồng. Sau đó nghi can đã chuyển hết vào tài khoản của mình. Bước đầu Giang khai đã bán một phần tiền ảo và lấy được 40 triệu đồng tiền Việt Nam. Riêng chiếc điện thoại đã bán với giá 6,5 triệu đồng. Công an thành phố Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đới Sĩ Tân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Long và Đỗ Long Quân để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Công an đã thu giữ tang vật của vụ án, một xe ô tô bán tải là công cụ, phương tiện mà các bị can dùng để gây án cùng nhiều tài sản đã lấy trộm. Thông tin ban đầu, từ tháng 4 đến khi bị bắt, nhóm này đã gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản như các đựng tiền, máy vi tính, tivi, tăng âm, loa đài, cây cảnh, bàn ghế đắt tiền tại nhiều cơ quan, công sở và nhà dân trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng. Thủ đoạn của nhóm trộm này là đeo khẩu trang, bịt mặt, dùng xe máy đi khảo sát trước địa điểm gây án, lợi dụng đêm tối, sơ hở của bảo vệ cơ quan, công sở, người dân, rồi đột nhập dùng kìm cộng lực phá khóa cửa để trộm cắp tài sản có giá trị, chuyển lên xe bán tải đem đi tỉnh khác tiêu thụ. Công an thành phố Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định phạt tiền 7,5 triệu đồng đối với bà Lê Hoàng Ngọc Thi, 42 tuổi, thường trú tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, là chủ thẩm mỹ viện Minh Châu ASEAN ở thành phố Bảo Lộc, do có hành vi không chấp hành các biện pháp phòng dịch theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Bảo Lộc ra quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh, tạm dừng hoạt động của thẩm mỹ viện này vì không chấp hành cam kết về việc tạm dừng khai trương cơ sở. Tối ngày 1 tháng 6, Thẩm mỹ viện Minh Châu ASEAN tổ chức khai trương trái phép với sự tham dự của hàng chục người đến từ nhiều tỉnh thành đang có dịch. Tất cả đều không thực hiện các quy tắc chống dịch theo quy định. Thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra, tại đây đang diễn ra chương trình ca nhạc bằng hình thức hát karaoke với sự tham gia của nhiều người, trong đó có một số nghệ sĩ, diễn viên như ông Nguyễn Tiến Quang, 59 tuổi, nghệ danh Quang Tèo, chị Lại Thị Thanh, 29 tuổi, nghệ danh Thanh Bi và một số nghệ sĩ khác. Ngày 11 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Lưu Bách Thảo, 57 tuổi, ngụ phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần Việt An, cùng 5 đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện ông Thảo đã xuất cảnh sang nước ngoài. Ngoài ra, khởi tố 5 đồng phạm cùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng tổ chức bắt và khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can: Ngô Văn Thu, tổng giám đốc công ty cổ phần Việt An; Nguyễn Thanh Hùng, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh; Trương Minh Dầu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dầu; Nguyễn Viết Tuyên, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Hưng An Giang; Lưu Bá Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Bách Phúc, đều ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang. Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến năm 2014, công ty cổ phần Việt An do Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu cùng công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Dầu lập 100 bộ hồ sơ vay vốn khống để chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng của ngân hàng Vietcombank chi nhánh An Giang. Trong đó có sự giúp sức của Nguyễn Viết Tuyên và Lưu Bá Phúc đã xuất hóa đơn khống mua bán cá tra, thức ăn thủy sản để làm điều kiện cho những công ty trên vay vốn chiếm đoạt số tiền trên 601 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 5 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý trước pháp luật. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ cuối tháng 4 đến nay, có hơn 700 khách hàng báo nhận được số điện thoại gọi đến giả danh nhân viên điện lực, thông báo tiền điện tăng bất thường, đòi cắt điện và yêu cầu cung cấp thông tin. Theo Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chung là các khách hàng này đều nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, thậm chí có đầu số không phải ở Việt Nam, gọi đến với nội dung thông báo đang sử dụng điện cao bất thường, đòi cắt điện trong thời gian tới và yêu cầu bấm số 9 để được gặp nhân viên điện lực tư vấn. Có nhiều trường hợp, người gọi giả danh ngành điện còn dọa nạt sẽ gửi hồ sơ sang công an, sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền gấp tới số tài khoản lạ.
các cuộc gọi này được ngành điện ghi nhận xuất hiện nhiều trong thời điểm mùa nắng nóng ở cả ba miền. Người dân sử dụng điện nhiều dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng cao. Trước việc mạo danh ngành điện xuất hiện ngày càng nhiều này, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nếu người dân nhận được cuộc gọi mạo danh điện lực hoặc xưng danh là công ty điện lực nhưng không nói rõ tên, địa bàn quản lý của công ty điện lực hoặc thông tin không rõ ràng, minh bạch, khách hàng không nên cung cấp thông tin cá nhân của mình. Đồng thời, khách hàng cần thông báo ngay cho Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. Ngành điện cũng khuyến cáo khách hàng không cung cấp thông tin số tài khoản, mật khẩu và tuyệt đối không thanh toán tiền điện cho người lạ, chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân để tránh bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh cục điện trên phố Định Công Thượng Hà Nội bốc cháy dữ dội và phát nổ như pháo hoa, khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo nội dung chia sẻ, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 10 tháng 6 trước số nhà 207, phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Sự việc thu hút đông người dân theo dõi, rất may không có hậu quả đáng tiếc xảy ra và lực lượng chức năng đã kịp thời tới hiện trường để xử lý sự cố. Còn đây là những hình ảnh khiến người xem không khỏi thót tim nhưng cũng thật ấm lòng. Khi đang chạy xe trên đường thì người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ bất ngờ bị cánh cửa sắt ngã ra, suýt đè trúng gây tai nạn. Sau khi thoát nạn trong gang tấc, rất nhanh chóng người này đã dựng xe rồi lao vào giúp chủ nhà gắn lại cánh cửa. Sự việc được camera an ninh quay lại hôm ngày 10 tháng 6 tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 11 tháng 6 tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra chương trình ATM gạo miễn phí, phát gần 1.000 kg gạo và nhiều phần quà nhu yếu phẩm giúp người nghèo trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Đây là hoạt động do Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và Ủy ban nhân dân quận 10 phối hợp với công ty PXG Lock thực hiện. Được biết, mỗi ngày máy ATM gạo sẽ di chuyển đến một quận huyện khác trên địa bàn thành phố để luân phiên hỗ trợ người dân trong thời gian giãn cách. Mỗi phần quà gồm có 3kg gạo, 1kg khoai và mì tôm, nhu yếu phẩm cần thiết khác. Để tránh tụ tập lây lan dịch bệnh, người dân đến nhận phải có phiếu phát từ trước, tuân thủ các bước sát khuẩn, xếp hàng giãn cách, chia nhỏ thời gian phát, khai báo y tế. Chuyển sang phần tin thế giới, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã chúc người kế nhiệm Joe Biden may mắn khi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhắc ông Biden đừng ngủ gục trong cuộc gặp tại châu Âu. Cựu Tổng thống Mỹ thường giễu cợt cựu đối thủ là Biden ngái ngủ trong suốt chiến dịch tranh cử tổng thống năm ngoái và nhiều lần cho rằng người kế nhiệm bị suy giảm sức khỏe tinh thần. Ông Trump cũng nhắc lại mối quan hệ thân thiết với Tổng thống Nga và chỉ trích cuộc điều tra cáo buộc Moscow can thiệp bầu cử Mỹ. Cựu Tổng thống Trump nhắc lại cuộc gặp năm 2018. Khi còn là Tổng thống, tôi đã có cuộc gặp tuyệt vời tại Helsinki, Phần Lan với Tổng thống Nga Putin. Ông cũng không quên cà khịa, chúc ông Biden may mắn khi xử trí với Tổng thống Putin. Đừng ngủ gục trong cuộc họp và gửi giùm tôi sự trân trọng nồng ấm nhất đến với ông ấy. Tiếp theo là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai 12 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, hiện có một vùng áp thấp ở Bắc Biển Đông đang mạnh dần lên và có khả năng thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ ngày 11 tháng 6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở ngay trên vùng biển Đông Bắc, quần đảo Hoàng Sa. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, từ chiều ngày 12 tháng 6, ở vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ từ ngày 12 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 sẽ xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, đặc biệt là khu vực miền Trung sẽ có mưa khá lớn. Còn ở khu vực miền Nam đang có ổ mây dông trên vịnh Thái Lan, áp thấp sẽ hút mây vào đất liền, gây mưa những ngày tới. Mưa sẽ xuất hiện vào chiều tối, có nơi có mưa từ đầu trưa. Sau đó áp thấp sẽ vào bờ, gây mưa cho khu vực miền Bắc. Đặc biệt khu vực các tỉnh miền núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. SF Home, nhà thiết kế sản xuất nội thất sợi thủy tinh. Phấn khởi để bắt đầu một ngày mới. SF Home. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, tv.tuổitrẻ.vn, kênh YouTube và fanpage báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, bạn đọc có thể xem lại trên tất cả nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.
Daikyo San, dòng sản phẩm cao cấp